Nguyễn Sinh đăng bài tố Ưng Hoàng Phúc bia sàn giao dịch tiền ảo, vợ Ưng Hoàng Phúc lên tiếng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức chúng tôi. Mới đây, Nguyễn Sinh đã đăng tải một bài viết, trong đó có một số hình ảnh của doanh nhân kèm theo hình ảnh của Ưng Hoàng Phúc tố những người này bia cho sàn giao dịch tiền ảo Big Kingdom. Ngay lập tức, vợ của Ưng Hoàng Phúc đã vào bài viết để lại những comment cực kỳ gay gắt. Cụ thể như thế nào, mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Trên trang cá nhân, Nguyễn Sinh viết: để đây mai tính, ông nào bia cho mấy thằng lừa đảo thì cố mà chịu nhé. Kèm theo đó là hình ảnh một số doanh nhân bia cho sàn giao dịch Big Kingdom, trong đó có cả ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Ngay lập tức, vợ Kim Cương, tức vợ Ưng Hoàng Phúc đã vào bình luận: mày muốn show up ăn ké ông Trần Phúc Cọp. Sau đó, Nguyễn Sinh đã đáp trả trên một bài viết mới đây như sau: thật lòng hôm nay tôi mới biết đến chị là vợ anh Ưng Hoàng Phúc. Trước đó tôi chẳng quan tâm chị là ai. Tôi mỗi lần mở YouTube lên, một là xem Fat TV, hai là xem Police Activity. Và tôi chỉ biết anh ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thôi, chứ tôi chẳng biết ông Trần Phúc Cọp nào cả. Nói thế cho vuông. Thứ nhất, tôi chưa nói Ưng Hoàng Phúc sai. Tôi đang nói đến những thiếu sót trong quá trình quảng cáo nhãn hàng mang tính chất lừa đảo, dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng. Thứ hai, có thể bản thân Ưng Hoàng Phúc cũng là nạn nhân của đám mất dạy kia, hoặc anh này biết mà cố tình bất chấp quảng cáo để thu lợi. Việc này nếu có cơ hội, tôi vẫn mong muốn trao đổi trực tiếp với anh Phúc để hiểu rõ hơn. Và điều cuối cùng mình vẫn muốn nhất đó chính là viết thêm nhiều bài về nạn nhân vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc Long Thành - Dầu Dây và thủ đoạn lôi kéo con mồi của tên Lê Đức Nguyên này. Cũng trong cùng bài viết, hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sinh lên tiếng: nhiều anh chị ở tỉnh lẻ trên Internet thấy người nổi tiếng quảng cáo về tiền ảo, ấn vào xem thì thấy lợi nhuận kinh quá. Thế là bán đất lên Sài Gòn dự event, ăn buffet hội thảo và uống nước suối miễn phí. Những màn thuyết trình đi vào lòng người và các định lý tăng trưởng không ngừng sẽ được bọn mặt khỉ vẽ ra. Ôi một bầu trời màu hồng, và thằng đắc nào trong hội trường cũng sẽ trở thành tỷ phú trong nay mai. Hậu happy day ending. Sẽ là những câu chuyện đau thương như kiểu: sàn của chúng tôi đã bị hacker Bồ Đào Nha tấn công, sàn của chúng tôi đã vô tình bị CIA Mỹ đánh sập, bla bla bla. Rất nhiều lý do. Cắn ớt, lúc đấy thì chủ sàn nó ôm cả khối tiền của bà con, và giấc mơ màu hồng chỉ xảy ra với chúng nó. Tôi bảo này, các anh chị có chơi có chịu, chấp nhận BA sản phẩm thì buộc phải tìm hiểu kỹ về tính pháp lý cũng như là uy tín và chất lượng của nó. Còn đã không tìm hiểu kỹ thì phải thừa nhận thiếu sót của mình, sao lại chỉ trích người lên tiếng cho những thiếu sót đó. Chưa biết câu chuyện này thực hư ra sao, nhưng nó hiện tại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả, đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.